bạn bè là một trong những cái gọi là sao những cái đối tượng mà chúng ta rất cần có trong cuộc sống Dễ không nhiên. chị? Ừ. Ngoài gia đình, ngoài những người thân yêu, ngoài những cái thành viên mà ruột thịt của chúng ta mà ừ. chúng ta hay tiếp xúc hàng ngày thì bạn bè cũng là một trong những cái thành viên những cái đối tượng những cái cũng con người trọng. rất là quan trọng đối với ừ. chúng ta. Và có những người người ta rất ít bạn bè nhưng có những người người ta vô cùng nhiều bạn bè và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị có một cái bản tin ngày hôm nay có nghĩa là nếu như chúng ta nhiều bạn bè quá thì liệu là chúng ta có có sức khỏe chúng ta có tốt hơn hay là nó sẽ hại đến sức khỏe của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta như thế nào thì ngày hôm nay là một cái thông tin này cực kỳ quan trọng mà Lê Thái muốn gửi đến quý vị kính à, thưa quý vị theo tờ Brightside nghiên cứu công bố trên tạp chí nhân cách tâm lý xã hội của Hoa Kỳ thì uh, tất cả các nhà khoa học nghiên cứu về tâm lý này, người ta cho rằng là quá nhiều bạn bè có thể gây ra cho chúng ta nhiều cái chứng bệnh nữa đó là cái chứng lo âu và trầm cảm. kính uh, thưa quý vị khi mà chúng ta có quá nhiều bạn, một vấn đề mà nảy sinh đó là nhất là chúng ta bị mất đi cái sự cân bằng à, cân bằng trong cuộc sống và có thể là gặp chúng ta có thể gặp gỡ họ và à, buộc phải sắp xếp thời gian sao mà cho chúng ta phù hợp với cái lịch trình cái thời khóa biểu của bản thân mình à, giữa bản thân mình và cho các bên là có nghĩa là những cái đối tượng bạn bè của mình và nếu mà chúng ta quan tâm quá nhiều đến việc phải làm mà hài lòng những người bạn thậm chí là sắp xếp lại cái chương trình làm việc của mình để phù hợp với bạn bè thì có thể là sẽ vắt kỳ cảm xúc và sức khỏe của bản thân Dẫn đến việc là cuối cùng chúng ta sẽ bị buông xuôi bản thân thưa quý vị à, Cái thứ hai đó là áp lực trong công việc Đáp ứng cái kỳ vọng của những cái người bạn của chúng ta Những người bạn có thể gây cho chúng ta cái sự căng thẳng và lo lắng Khi mà họ mong đợi quá nhiều ở bản thân của mình à, Và để duy trì cái tình bạn thì ở những người bạn đó người ta mong đợi sự có mặt của mình hiện diện trong cuộc sống của họ hàng ngày luôn thậm chí là qua tin nhắn hoặc là những cái buổi buổi gặp mặt trò chuyện điện thoại hoặc là đi ăn đi uống cà phê này nọ thì thêm vào đó thì họ lại đòi hỏi chúng ta có một số cái nhiệm vụ và cả những cái việc kỳ vọng về cái về cái bản thân của chúng ta người người ta muốn chúng ta đạt được những cái kỳ vọng đó thành ra khi mà những cái người bạn người ta cảm thấy à, khó khăn trong vấn đề mà hoàn thành trách nhiệm của mình hoặc là người ta kỳ vọng quá nhiều ở mình thì việc mà duy trì một cái cái tình bạn mà rộng lớn cũng như là và làm giảm cái nguồn lực xã hội quý giá cũng như là cái quỹ thời gian của chúng ta nó khiến cho chúng ta trở thành một cái người bạn tốt thật sự hay không đó là cái vấn đề mà chúng ta phải đánh giá lại cái bản thân của chúng ta và chúng ta phải suy nghĩ coi chúng ta có nên làm hài lòng những người bạn đó hay không ừ. tại vì nhiều khi người ta cần chúng ta sự có mặt của chúng ta người ta quan tâm đến sự thành công của chúng ta thì bản thân mình lại phải là cố gắng nhiều hơn để mà làm hài lòng những người bạn đó thì thành Đúng ra rồi. chúng ta tạo ra một cái áp lực cho bản thân của mình uh -huh. à, và kính thưa quý vị cô đơn cũng là một cái vấn đề mà vô cùng uh, bức bối cũng như quan trọng nếu mà chúng ta có nhiều bạn nhiều tăng người, người ta nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có nhiều bạn á, thì chúng ta sẽ không bị cô đơn nhưng ngược lại thưa quý vị à, khi mà chúng ta nhiều bạn thì chúng ta lại bị cô đơn và nhiều khi đó là kết quả của việc mà chúng ta quay quanh bởi những người bạn không tìm thấy khoảng thời gian chất lượng mà khi chúng ta ở bên họ có nghĩa là khi mà chúng ta thực tế là chúng ta uh, quan tâm đến họ ra sao nhưng mà họ lại không quan tâm đến chúng ta họ chỉ cần có sự có mặt của chúng ta uh -huh. thành ra nhiều khi chúng ta ngồi ngay cái bàn ăn đó và ăn uống chung với những người bạn bè của mình và uh, nhưng mà người ta vẫn uh, đâu đó chung quanh người ta vẫn bàn chuyện của người ta và uh, nói chuyện với nhau này nọ nhưng mà quên đi cái sự có mặt của mình và uh, khiến cho chúng ta cô đơn khi mà chúng ta ở giữa một cái đám đông Đúng lạc lõng giữa đám đông có nghĩa là đông bạn bè nhưng mà vẫn bị cô đơn. cô đơn và cái tình huống tiếp theo đó là chúng ta rơi vào những cái tình bạn giả tạo thưa của việc một số chúng ta thì uh, có những cái sở hữu những cái tình bạn uh, chân thật những người đó đối xử tốt với chúng ta thì những cái tình bạn đó làm cho mọi người uh, tâm thần của uh, bản thân của mình cảm thấy là chúng ta khỏe hơn uh, tinh thần tốt hơn và có thể là tự tin vào cuộc sống nhưng nếu như chúng ta có quá nhiều bạn nhưng mà những người bạn đó chỉ là những cái người bạn dành cho chúng ta những cái lời chê bai dày biểu hoặc là không quan tâm nhiều và cũng như là chơi với chúng ta một cách giả tạo có sự có mặt của chúng ta để người ta trục lợi hoặc lợi dụng uh -huh. thì cái tình bạn đó cũng khiến chúng ta rơi vào cái trạng thái rất là khó khăn và tốn thời gian tốn tiền bạc mà xa cách gia đình khi mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những người bạn đó Đúng rồi. và không phải người bạn nào cũng hiểu rõ về chúng ta à, một số người bạn thì người ta người ta hiểu rõ về cái bản thân của mình thì chúng ta có thể chia sẻ được những cái hoàn cảnh khó khăn để cho người bạn đó nghe lắng nghe và có thể đưa ra một cái lời khuyên giúp ích cho bản thân của mình. Ừ. Nhưng có những người người ta không hiểu mình, người ta có thể đưa ra những cái lời khuyên không hợp lý, ừ. cũng như người ta không thể đưa ra những cái lời khuyên nào. Thì khi đó thì chúng ta cảm thấy nhiều người bạn nhưng mà lại cảm giác là không có thể nào giải quyết được một cái vấn đề à. rất là nhỏ Chị ở làm bản thân. Làm rối thêm, okay. à, làm cho mình mệt mỏi thêm và làm cho mình cảm giác cô đơn thêm. Ừ. À, nhiều bạn thì em đã từng từng chứng kiến những cái người rất là nhiều bạn thưa quý vị, khi mà người ta nhiều bạn nhưng mà người ta lại bị một vấn đề rất là quan trọng đó là xa cách với gia đình xa cách với cha mẹ yeah. thậm chí là xa cách với người yêu và bản thân tại vì chúng ta dành quá nhiều cái quỹ thời gian cũng như cái tình cảm của chúng ta dành cho những người bạn đó chúng ta tốt với bạn nhưng mà đôi lúc chúng ta nhận lại được không được cái gì hết mà chúng ta lại mất đi một cái tình yêu một, một cái thời gian thời gian vậy. mà chúng ta dành cho gia đình và những người thân yêu của chúng ta